Kính chào quý vị và các bạn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam xây dựng video clip hướng dẫn cách đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công như sau. Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải. Thành phần hồ sơ gồm có ảnh chân dung, cỡ ảnh 3x4 với phông nền xanh, giấy khám sức khỏe điện tử hoặc được chứng thực điện tử. Trừ các đối tượng sau: người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Các trường hợp làm hồ sơ đổi giấy phép lái xe: giấy phép lái xe bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng. Giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng. Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ được đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống. Trường hợp năm sinh: họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch so với năm sinh. Họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh nhân dân. Giấy phép lái xe có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe. Chú ý, giấy phép lái xe không bị tạm giữ do vi phạm giao thông. Sau đây là các bước tạo hồ sơ như sau. Bước 1. Đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia. Ai chưa có tài khoản xem video hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công theo đường link bên dưới phần mô tả. Bước 2. Nhập tìm kiếm đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. Xem thành phần hồ sơ và các bước thực hiện. Chọn tỉnh, thành phố. Hệ thống hiển thị mặc định Sở Giao thông Vận tải của tỉnh. Chọn đồng ý. Chọn nộp trực tuyến. Hệ thống chuyển sang trang dịch vụ công của Cục Đường bộ Việt Nam. Trường hợp hệ thống không tự chuyển thì mọi người truy cập trực tiếp theo địa chỉ như trên màn hình. Sau đó chọn đổi giấy phép lái xe. Bước 3. Nhập thông tin cá nhân và đính kèm hồ sơ lên hệ thống. Tại mục thông tin chung, chọn cơ quan tiếp nhận, chọn địa điểm tiếp nhận, chọn lý do cấp đổi. Trường hợp 1 là đổi giấy phép lái xe cho phù hợp với năm sinh, tên đệm ghi trong chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp 2 là giấy phép lái xe bị hỏng. Trường hợp 3 là giấy phép lái xe đến hạn đổi. Mọi người chọn đúng trường hợp của mình. Mục thông tin người lái xe. Nhập số giấy phép lái xe và bấm tra cứu. Hệ thống sẽ tra cứu đúng số giấy phép lái xe và thông tin trùng khớp sẽ hiển thị tại mục thông tin cá nhân và thông tin giấy phép lái xe. Mục thông tin yêu cầu thay đổi nếu muốn thay đổi số căn cước công dân hoặc nơi thường trú. Mọi người kích chọn vào ô tương ứng. Mục thông tin sức khỏe người lái xe. Mọi người chọn sử dụng giấy khám sức khỏe điện tử hoặc sử dụng giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử. Nếu sử dụng giấy khám sức khỏe điện tử thì nhập số và bấm tra cứu. Nếu sử dụng giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử thì mọi người chọn đính kèm file lên. Tiếp theo chọn upload ảnh chân dung, ảnh cỡ 3x4 và phông nền màu xanh. Trang phục nên tránh màu trắng và màu đen. Mục thành phần hồ sơ. Mọi người chụp ảnh hoặc scan một giấy phép lái xe mặt trước và mặt sau thành một file để upload lên hệ thống. Chụp ảnh hoặc scan một giấy tờ chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân. Sau đó upload lên hệ thống. Mục thông tin liên hệ. Hệ thống hiển thị thông tin theo tài khoản dịch vụ công. Nếu có sai thông tin, mọi người chọn vào sửa lại thông tin. Sau đó tích chọn vào ô tô cam kết giấy phép lái xe yêu cầu đổi hiện tại không bị tước hoặc bị tạm giữ do vi phạm giao thông. Chọn tiếp tục. Hệ thống chuyển sang bước tiếp theo là thông tin nhận kết quả. Mọi người chọn thanh toán và nhận kết quả trực tiếp hoặc thanh toán và nhận kết quả tại nhà. Nếu nhận tại nhà thì nhập chi tiết địa chỉ nhận kết quả. Kiểm tra lại thông tin lệ phí, sau đó chọn thanh toán và nộp hồ sơ. Hệ thống chuyển sang thanh toán dịch vụ công với nền tảng thanh toán Payment Platform. Mọi người chọn lựa ngân hàng và hình thức thanh toán lệ phí hồ sơ. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống báo, chúc mừng bạn đã nộp hồ sơ thành công. Mọi người hãy tải biên lai thanh toán về để lưu trữ. Để theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, mọi người copy mã hồ sơ, sau đó vào phần tra cứu hồ sơ để tìm kiếm, hoặc vào thông tin cá nhân, chọn tìm mã hồ sơ và kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ. Chờ cơ quan giải quyết hồ sơ xong, mọi người sẽ nhận được kết quả về việc đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp.